cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vinh danh Chúa. Khi ấy bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Chúa Giêsu, một vị ở phần đầu và một vị ở phần chân. Thiên thần hỏi bà: "Nay bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Chúa Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Chúa Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo: "Thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa về cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, khởi đầu bài tin mừng, Thánh Gioan cho chúng ta biết Thánh nữ Maria Magdala đứng bên ngoài mộ khóc. Và bài tin mừng cũng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần về động từ khóc nơi khuôn mặt của Maria. Chắc chắn là khóc rồi, là bởi vì Chúa Giêsu đã từng thân thuộc quá đỗi với tất cả đoàn môn đệ của người, trong đó có bà. Và trong cái tương quan giữa thầy với trò, nay thầy đã ra đi, mà hơn nữa thầy ra đi trong sự đau đớn tức tưởi, hình ảnh đau khổ ấy vẫn còn hằng trong đầu của tất cả các môn đệ, làm sao có thể phai được mới trong vòng vài ngày. Cho nên giọt nước mắt xót, giọt nước mắt thương, giọt nước mắt tiếc, bà đã rơi trên khuôn mặt. Nhưng thưa anh chị em, nếu không có tương quan thì có khóc không? Chắc là không. Tôi nghĩ như thế. Dĩ nhiên chúng ta không nói tới những người thân của mình, mà chúng ta nói tới cái chết của Chúa Giêsu. Chẳng những không khóc, mà lúc Chúa Giêsu bị xử án tại dinh của quan Phi-la-tô thì trước mặt tổng trấn, những bàn tay giơ rất cao, hô rất to: "Giết nó đi, đóng đinh nó đi." Đâu có khóc. Rồi khi Chúa Giêsu đã bị hành hình trên thánh giá, lòng con người ta độc địa cho đến mức mình đã hành hình một con người rồi, dẫu người đó có còn đang thoi thóp thì cũng trong vài giây phút nữa thôi là chết mà. Thế mà người ta còn nỡ nào đứng trước một thân phận sắp tắt thở, lại còn gào lên: "Nó là con Thiên Chúa thì nó hãy xuống khỏi thập giá đi." Đời tàn bạo, lòng người khủng khiếp là thế, làm sao mà khóc? Nếu không có tương quan, và càng không có tương quan theo nghĩa là yêu thương, nhưng ngược lại là thù hận,
thì chắc chắn sẽ không bao giờ có một giọt nước mắt. Cho nên chúng ta mới thấy trong cái chết của Chúa Giêsu khám phá lại lòng mình, có khi chúng ta tàn bạo đến ác nghiệt, kinh khủng lắm. Tôi không biết là anh chị em và tôi khi đứng trước một người mà chúng ta ghét cay ghét đắng, muốn trả thù đến tận cùng, thì lúc đó người đó chết, dù là không khóc đi nữa, ta có thể hả hê đi nữa, thì ta có còn dám đứng đó để chỉ vào mặt, có thể nói được như thế: xuống đi, xuống khỏi thập giá đi, nó là con Thiên Chúa mà, nó xuống khỏi thập giá đi, ta có dám làm không? Nhưng sự tàn bạo nào thì cũng đã xảy ra. Cho nên giọt nước mắt của Thánh nữ Maria không đơn giản chỉ là giọt nước mắt khóc thương Thầy. Cho đến giờ phút này, đã xót là vậy, đã thương Thầy là vậy, đã ngậm đắng trong môi miệng của mình, trong tức tưởi của lòng mình khi chứng kiến cái chết của Thầy đã vậy, mà giờ đây đứng trước ngôi mộ xác Thầy không còn. Tôi nghĩ bà còn tỉnh táo, bà đứng bà khóc ấy. Chứ nếu chưa khám phá được Chúa phục sinh mà lại thấy xác Thầy mình không còn, chắc có lẽ phản ứng còn hơn cả giọt nước mắt. Thế nhưng bà đã khóc, và bà đã than thở khi quay lại nhìn thấy một người phía sau mình: ông à, ông để xác Thầy tôi ở đâu? Ông nói cho tôi biết đi, tôi không cần ông đưa xác Thầy tôi về, nhưng chính tôi đưa người về. Ông để xác Thầy tôi ở đâu? Thưa anh chị em, bà vẫn bù lu bù loa nói với người mà bà tưởng là người ấy giữ vườn. Không, tôi cũng đã nhìn thấy giọt nước mắt của những người thân của ông cố Micael ngay từ giây phút đầu tiên khi ông cố tắt thở, giọt nước mắt ấy đã rơi. Sao không khóc cho bằng được, khi mà đấy là tương quan máu mủ, tương quan của những con người đã từng sống gần cận bên nhau, không khóc sao được? Chúng ta cứ khóc, khóc cho nó thỏa cái niềm đau của mình, khóc cho nó thỏa tất cả những gì mà chúng ta gói ghém trong chữ yêu thương dành cho người đã khuất. Và tôi nghĩ không chỉ là giọt nước mắt thương, giọt nước mắt tiếc, mà còn là có những lúc khi người thân của mình còn sống, những lúc chúng ta không kềm được mình, biết đâu đã từng có những thái độ, biết đâu đã từng có những lời nói mà giờ đây chúng ta không lấy lại được, không chuộc lại được, có muốn nói lời xin lỗi thì cũng không thể. Người thân đã hoàn toàn nằm yên. Cho nên có khi giọt nước mắt ấy còn là giọt nước mắt xót thương tiếc nuối, mà nó xen lẫn trong đó cả những ân hận thì sao? Chúng ta cứ khóc, khóc để rửa lòng mình. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô, xin lỗi, Đức Giáo hoàng Phaolô, Đức Giáo hoàng Francisco đã từng phân tích bài tin mừng hôm nay khi nói về giọt nước mắt của Thánh nữ Maria Magdala. Người đã từng nói rằng cuộc sống này vẫn cần những giọt nước mắt. Có những lúc phải giống như bà Maria khóc, để sau cái khóc ấy khám phá ra Chúa của mình, khám phá ra Thầy của mình, khám phá ra lòng tin của mình. Và cũng vậy, mượn lời của Đức Thánh Cha Francisco, tôi ngỏ với anh chị em, đặc biệt là với những người thân của ông cố: cứ khóc đi, nhưng sau cái khóc chúng ta sẽ khác hơn, một thái độ thay đổi. Bởi khi Chúa Giêsu gọi tên Maria, lập tức bà đã nhận ra Chúa, bà đã chào Chúa: Rabuni, lạy Thầy. Để rồi khi khám phá ra Thầy mình đã sống thật, thì lúc bấy giờ
nếu trước đây bù lu bù loa thế nào, bây giờ trở thành người nhảy chân sáo, đi ra khỏi nấm mồ, quay trở về ngõ với mọi người, ngõ với đoàn môn đệ, loan tin mừng phục sinh. Tôi đã thấy Chúa, tôi đã thấy Chúa. Đó là lời khẳng định đầu tiên của một người loan tin mừng phục sinh, bà Maria. Cho nên sau những giọt nước mắt sẽ là lòng tin. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta khóc, rồi bây giờ chúng ta khám phá ra trong nỗi đau của đời người vẫn đầy những hy vọng. Bởi trước mắt chúng ta tin mà. Chúng ta tin người đang nằm xuống đây là người đang sống. Chúng ta tin người đang nằm xuống đây là người đi về cùng đấng phục sinh. Chúng ta đang đưa tiễn người này, không phải như chúng ta thấy là đưa vào lòng đất. Đúng là thế, một tí nữa mình sẽ đưa người thân vào lòng đất. Nhưng chính khi giả biệt người thân nơi lòng đất mẹ này là lúc niềm tin của chúng ta vút lên. Ở đó ta sẽ thấy rằng đấng phục sinh đang đón chờ. Ông cố đang sống mà. Cho nên giữa lúc giọt nước mắt tiễn đưa thì vẫn lóe lên niềm hy vọng. Cho nên sau giọt nước mắt của bà Maria, bà nhảy chân sáo trong đức tin. Tôi không mời anh chị em nhảy chân sáo, đưa tiễn người thân xong về nhà nhảy chân sáo thì không biết ai coi. Nhưng ở đây chúng ta với một lòng xác tín, một niềm tin mãnh liệt, Chúa đã phục sinh, ơn phục sinh ấy đang chiếu dọi nơi người thân yêu của mình. Không chỉ như thế mà còn là nơi tất cả mọi người tin vào Chúa Kitô. Tất cả chúng ta cũng vậy. Rồi một ngày chúng ta khuất khỏi cuộc đời thì cũng là ngày ta bước vào cõi sống. Cho nên chết chính là lúc sống. Trong khi đó anh em chúng ta sống thì có thể nói được là đang chết. Càng mỗi ngày mở mắt ra, mình bước xuống giường thì thấy quỹ thời gian của mình ở nơi trần thế đang ngắn lại một chút. Một em bé nó sinh ra đời, cái quỹ thời gian của nó còn dài lắm. Và một người càng lớn tuổi bao nhiêu, hay cứ mỗi một năm chúng ta nhìn lại ngày sinh nhật của mình bao nhiêu, là chúng ta đã biết mình đi qua một thời gian. Quỹ thời gian còn lại không còn bao nhiêu nữa. Cho nên sống lại là chết, còn chết thì lại đang sống. Thưa anh chị em, tin tưởng như vậy, chúng ta phó thác ông cố Mikae cho Chúa, cho đấng hằng sống, cho đấng đã phục sinh. Xin người xưa đã đón nhận các tổ phụ của chúng ta khi người rời hồn khỏi xác đến thăm ngục tổ tông, và khi người hứa với người trộm lành, hôm nay anh ở thiên đàng với ta, thì người cũng sẽ làm hành động ấy với ông cố. Để giờ đây người nắm tay ông đưa vào nước trời, đưa vào hưởng vinh phúc mà ở đó chúng ta đang hy vọng để về, ở đó chúng ta đang vội vã để ra đi. Người Việt Nam chúng ta hay lắm, khi báo tin một người qua đời mình vẫn bảo rằng người nào đó đã rời trần thế là đi về nhà cha. Đúng như vậy, đức tin đó là đức tin mãnh liệt, và đó là niềm hy vọng, đó là sự xác tín của người Kitô hữu. Cho nên anh chị em, chúng ta đưa tiễn người thân của mình, phó thác ông cho lòng Chúa xót thương. Chúng ta cũng không quên gửi gắm thân phận của mình, gửi gắm cuộc đời mình, trao phó chính mình cho Chúa. Xin Chúa, nếu chúng ta đâu đó còn vấp váp, xin người củng cố tâm hồn chúng ta để ta có thể vững vàng bước trong cuộc đời này, dẫu có những lúc cay đắng, dẫu có những lúc nghiệt ngã, dẫu có những lúc xót đau, nhưng lòng ta, sự bền vững trong đức tin của ta
không ngã theo những đắng đót ấy, mà cứ trong đắng đót bao nhiêu thì nó càng vươn lên bấy nhiêu cái đức tin mà chúng ta đang có với Chúa mình. Có như thế ta tin rằng một ngày kia Chúa sẽ nắm tay chúng ta như đã đưa bao nhiêu vong nhân ở lửa luyện tội, ở nơi luyện ngục xưa, và cả như người trộm lành về với người. Xin đưa tiễn ông cố, cũng giống như bao nhiêu lần chúng ta đưa tiễn nhau, đưa tiễn người thân của mình. Một lần nữa, chúng ta phó thác linh hồn ông cố cho Chúa Giêsu đứng hằng sống nay đã phục sinh. Xin người chiếu soi ơn phục sinh của người trên ông, và cũng xin người dòi dọi ánh sáng phục sinh của người trên cuộc đời chúng ta, để khi mình biết rằng chân mình còn đang dẫm đất thì đầu mình vẫn hướng về ánh sáng cao cả mà đấng phục sinh đang chiếu dọi. Mời anh chị em chúng ta cùng đứng dâng lời nguyện.